gặp hậu gặp gặp đó anh có ngã mình nít thôi nhưng mà không 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 đẹp bằng bên Úc hơn mình đúng không. Hết rồi hả? Ở đây hết rồi. Dạ uống nước rồi. Uống nước em lại mua chai uống nước. Mua 2 chai đi. Đây đây dùng nước nè. Bay vô lại đi. Ôi, chị ba đâu ạ? Kìa một thuốc nước kìa. Thôi đi ra nè. Ông này là ông mua đài giọt nước á. Giọt
chọc nước hả? Ờ, thiếu cái cốc gửi cho ổng rồi đó mà sao chưa nhận biết nữa. Thì sạc vô. Ăn được hả? Ăn được chứ. Ồ đẹp ghê hả? Cái loại này là sao nó nhỏ quá vậy? Nó có loại bự á thì mình ăn nó. Khí hậu này nó lạnh trồng được chứ dưới mình đâu có ai trồng được cái này đâu phải không? Không, dưới mình ở trên rừng những đồ này kia nó vẫn có vẫn mà. Đẹp xuất sắc chưa? Ừ. Người đẹp. Đấy, chụp hình. Đứng chụp ngang đây tầm nè. Sao nó cứ bị che che cái gì đây vậy ta? Đứng vô thì tiên, đứng lên chụp. Đứng đây nè, đứng cái bông này nè. Chụp cái bông này nè. Cây lan là đẹp không? Cây là đẹp ghê. Nhiều loại quá ha, khủng luôn á. Bao nhiêu lấy cái đó thôi chị, là chị 100.000 nha mọi người. Quá sao đi rồi nó gãy về tới nhà gãy nha. Cái cô ơi. Mình cái ổ cũng này đó. Cái ổ cũng này đó.
không xong luôn. Ủa một tiếng chưa ta? Một tiếng là tiếng rưỡi. Xấu quá, tàn lụi hết trơn à. Cái gì hôi cái gì ha, cái hôi mùi hoa chứ mùi gì chụp cho tao. Chụp nè chụp cha. Xe kia. Nè, chắc là tao chụp hình coi. Nó duyên ghê á. Chụp ổn định. Chạy đập cơ. Chẳng hỏa hóa. Chụp sao vậy? Làm mụn rất mạnh. Ăn mụn kéo. Giải trừ rất tốt. À đi lên. Ê, chụp tôi tắm không ơi? Chụp tắm lại đi, hai người chụp đi. Rồi đại vương cơ hóa. Chờ tắm bay. Đang đi, cái thằng không, cái thằng nó đang rồi. Nhà đẹp mà. Lấy cái cầm cái cho Nick, cầm cái valo cho em đi mà. Ăn gì vậy? Chè đào. Ờ. Chè đào không? Chè đào chấm sả. Chè đào. Hấp dẫn. Ờ, bao nhiêu à? 20.000 một ly mọi người. Bánh tráng đi em trai. Ở đây không có đẹp ha, đâu có đẹp là gì đó, những cái thu vé nữa.
Đây là vườn hoa thành phố Đà Lạt. Vườn hoa có gì? Không có đẹp cái gì trơn á. Thung lũng thì nghĩ xa. Đúng không? Có cái gì đẹp? Thè mà cũng lỗi nữa hả? Vô vườn hoa nè. Cho bé làm. Vườn hoa mà hoa xấu chứ trời. Cái điểm này vô 8 lần. Vậy hả? Năm ta vô con chỗ này cũng 3 lần có. Nhèm ha. Kiếm cái gì nó lạ lạ chứ. Nó lạ lạ. Đi mà nó không đúng. Welcome to Flower Park. Hoa tàn hết trơn. Hoa xấu. Mưa là cũng là dạ. Trong này có bán đồ ăn gì không ta? Không bán đồ ăn luôn hả? Trời ơi. Nó bán gì, có phải bánh tráng nướng không? Kẹt tới kia mua đồ ăn kìa chị, bánh tráng nướng kìa. Đây. Kiếm ăn thì đi. Đi. Bánh mì ăn với sữa hả? Ăn với chè về chả hả? Lán ổi mì cho nó chả đi. Đi ăn gì vậy? Hả? Bánh mì vậy? Nhiêu ổ? Dạ, 25.
bánh mì nó củ hèm. Ờ, bánh mì củ hèm. Trung tâm hoa viên vườn cây cổ thụ, khu trò chơi trẻ em, khu dịch vụ. Giờ đeo ít bữa nó bạc màu nên nó đem thu tù lùi như con chó. Ai phát đi chỉ ở kia à? Ngày thì hết mà họ. Em đang ngủ đây gần đây, ta nào cũng biết. Ờ. Thấy có thể sang.